nên hát gọi tên nhau thầm thì la 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 hạnh phúc sớm mai. Ngày hôm qua em như cô bé u buồn, rồi anh đến tự như bình minh vừa sáng, bầu trời trong lành hơn tia nắng cuối ngày, cùng bay chim hòa chung câu hát yêu nhau. Chào các bạn, và bây giờ là giây phút hoành tráng nhất của cuộc đời của anh Hải. Anh đã gặp có gì hả ai chưa đâu đâu chạy mất dép đâu. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 5 2010. Hôm nay chúng tôi đi có mặt tại Hungary, Budapest để đi dự đám cưới của một anh tên là Eha. Trước đằng sau các bạn nhìn thấy đây là rất đông tất cả mọi người, và bên dưới hàng nghìn người đang chờ anh Hải để mà chờ đón anh. Và chúng ta chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ thấy ảnh đi ra, và anh Hải đi đứng đây nghe không đón là anh chụp ảnh không biết là ai đâu. Yeah. Mọi người chạy đứng chụp ảnh thế kia. Chào các bạn, chúng ta đang đứng trước khu nhà của anh Eha. Mà đây, xin giới thiệu, đây là đây anh cư ngụ. Mà anh đi học ở tầng mấy nhở? Tầng 2 hay sao ấy? Tôi xin giới thiệu là tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ, tầng 3 là phòng ăn, tầng thứ 4 là bể bơi. Chẳng lên biển hát gọi tên nhau thầm thì la 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 la.
sớm mơ.